Xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay thì em sẽ chia sẻ cũng như là giao lưu với các bác về công việc bón phân kali để làm nhân cho mấy cây hồ tiêu này nha các bác. Video này thì chắc chắn là chỉ mang tính chất giao lưu chia sẻ tham khảo thôi các bác. Tiêu ở chỗ em thì bữa nay bắt đầu làm nhân được các bác. Đây cả Đắk Lắk này. Bắt đầu cũng khá là cứng mà. Cái này thì bón kali cao để giúp nó chắc nhân cũng như là chắc trái các bác. Hay cả Đắk Lắk đây, bữa nay thì nó mưa cũng khá là nhiều bác. Vẫn đang trong mùa mưa dầm. Mưa gió đông bác. Về bón phân để làm nhân thì cũng tương tự như cây cà phê thôi bác. Hồ tiêu thì cũng tương tự như cây cà phê thôi. Nói chung là dùng chung một loại phân các. Cái công thức bón phân cho hồ tiêu thì cũng như cây cà phê thôi. Cái giai đoạn là tầm tháng 10 đến tháng 11 là có thể bón phân để làm nhân được rồi các bác. Tháng 10, tháng 11, cái giai đoạn này thì vẫn đã còn mưa ấy. Là tiến hành bón được. Đây, phần kali thì các bác bón tổng hợp cũng được nhé bác. Bón tổng hợp các loại kali cao. Hoặc là các dòng 3 số 15 cũng được. Còn không thì các bác bón kali riêng cũng được. Nhà em thì em sẽ bón kali riêng các bác. Bởi vì giai đoạn này thì cũng chưa cần thiết phải bón lân hay là cũng không cần thiết phải bón thêm đạm các bác. Giai đoạn đang mưa nhiều này thì sẽ hạn chế bón đạm. Còn lân thì thu hoạch xong mới bón các bác. Cho nên em chỉ bón kali riêng thôi. Một gốc này thì các bác bón 2-3 nắm tay là được các bác. Đây, các bác 2-3 nắm tay như này là được. 2-3 nắm tay như này là được nhé bác. Không cần thiết phải bón nhiều đâu. Nói chung tầm một lạng lộn lại là được. 1-2 lạng như đấy. Cho một gốc. Trưởng thành các bác. Kinh doanh ấy. Bón để cho nó chắc nhân. Bóng trái các bác. Cũng hạn chế rụng trái luôn. Giai đoạn này mưa nhiều nên là vẫn có hiện tượng rụng chuối các bác. Rụng chuối vào cái giai đoạn này thì cũng nhiều nguyên nhân lắm. Chủ yếu là vẫn là do nấm các bác, mưa nhiều, nấm bệnh tấn công. Với lại do là chúng ta để nó dợp quá các bác, lu bu quá. Nó sẽ rụng trái thôi, rụng chuỗi các bác. Đây, vẫn có rụng nha các bác. Đây, chứ giai đoạn này thì côn trùng chích hút là hình như không có các bác. Giai đoạn này chủ yếu là nấm, rụng sinh lý, hoặc là nấm, hoặc là bị dợp các bác. Chứ giai đoạn này thì hết côn trùng chích hút rồi. Nè, dụng tương đối các bác. Dụng là bình thường thôi. Chỉ sợ nó chết thôi các bác. Hồ tiêu đây. Không biết trên hội còn bác nào mặn mà với cái hồ tiêu nào. Cái hồ tiêu nếu như biết cách chăm sóc thì nó cũng tương đối dễ các bác. Sâu bệnh nó cũng không có nhiều lắm. Nó chỉ sợ chết thôi. Chứ còn sâu bệnh thì nó sợ rịp sáp thôi. Nó thì chủ yếu vẫn là rịp sáp bác. Rịp sáp gì gốc. Nếu mà không quản lý được riệp sáp là mưa dầm cái là riệp sáp này, tuyến trùng này, hai cái đó chính thôi. Chứ sâu ăn lá thì không có các bác. Tiêu thì sâu ăn lá là ít, chỉ có giai đoạn là ra lá non mới phun thôi. Còn sau này lá già thì không có sâu gì hết bác. Nói chung nó đỡ hơn mấy cây loại ăn cây ăn quả. Em thì vẫn trung thành với cây hồ tiêu bác. Bởi vì trồng nhiều loại bác, mỗi loại mỗi thứ chứ không có tập trung vào một loại cây bác. Trong vườn phải 3-4 loại tiêu, rồi là mấy loại cây ăn trái, sầu riêng, cà phê các bác. Mỗi thứ một ít cho nó an toàn các bác. Chứ mà không phá các bác, phá thì chỉ phá ít thôi chứ không phá hết đồng loạt. Mình đã mất công trồng mà sao phá được bác. Như măng cụt này, lâu lớn các bác. Tiêu này thì canh tác theo hướng hữu cơ các bác. Để cỏ, nói chung trong vườn tiêu thì thường là lúc nào phải có cỏ các bác. Có cỏ rồi có cây che mát, tạo điều kiện như kiểu trong môi trường tự nhiên các bác. Chứ mà sạch cỏ quá thì cũng dễ nấm bệnh tấn công các bác.
Năm nay mưa cũng khá là nhiều, mưa phải cả tháng nữa các bác. Ok, như vậy là video chia sẻ cũng như là giao lưu với các bác về công việc bón phân kali để làm nhân cho mấy cây hồ tiêu này của em. Chắc cũng sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bác đã xem video rất là nhiều. Chào tạm biệt các bác nha.